Hello, lại là mình Lê Anh Nuôi đây. À nhầm, Hướng Trải Nghiệm đây. Hôm nay thực đơn của mình gồm có xôp xào tỏi, lộc vừng xào xả ớt và món cuối cùng là xi xáo măng nhá. Nhưng mà trước hết thì mình phải ăn cái món khai vị đầu tiên, đây là món bún đậu mắm tôm. Ở đây có bạn nào không ăn được mắm tôm không nhỉ? Trước thì mình cũng không ăn được mắm tôm đâu, nhưng mà ăn một lần xong bị nghiện các bạn ạ. Sau bao nhiêu ngày mưa gió thì hôm nay cũng hứng nắng lên một chút thì mình bắt đầu đi kiếm cây các bạn ạ. Nhưng trước hết phải no cái bụng đã. Ăn món khai vị xong thì tiếp tục mình đi ăn các món tiếp theo. Đầu tiên là món xôp xào tỏi. Chỗ mình thì có khá nhiều cây xôp này, không biết là chỗ các bạn như thế nào. Lấy em xôp này thì cũng khá là đơn giản, mình chỉ đi vài đường cơ bản là có thể lấy được em nó ra rồi. Giờ thì đến món tiếp theo nhá. Nhà hàng tiếp theo mình ghé thăm thì cũng ở ngoài lề đường thôi. Cơ mà cái món bồ đề này thì mình cũng có khá là nhiều rồi nên là mình sẽ không lấy nữa. Tiện tay thì nhặt ít quả lộc vừng này về gieo thử xem như nào nhá anh em. Ngồi lọ mọ nhặt một lúc thì phát hiện ra một em lộc vừng bé bé này. Cái món này thì tôi ăn khá là nhanh. Bên cạnh cái món lộc vừng này thì có một cái món xi cũng khá là ngon này. Thần to phết đấy chứ đùa. Cây này thì làm cái dáng lùn trực thì cũng được đấy. Cơ mà cái món này thì chắc là tôi phải phóng xe về lấy dao dĩa thôi. Đây rồi, lại phải về tận nhà lấy cái bộ dao dĩa này ra mới được. Cho các bạn xem nó an tọa giữa hai viên gạch. Món này khá là khó nhai đấy. Đầu tiên thì chắc tôi phải cậy hai cái viên gạch này lên trước đã. Các bạn yên tâm là mình đã xin phép bác chủ nhà rồi nha. Nhưng mà khả năng cao là không lấy được cả bộ gốc của em nó rồi. Nên tôi quyết định lấy khúc bên trên thôi. Ai chà, cuối cùng thì cũng đã chịu lên rồi đây này. Không biết các bạn như thế nào nhưng mà mình nhìn cái phôi này cũng khá là đẹp. Bởi thế là cứ ngắm đi ngắm lại thôi. Trên đường đi về nhà thì tôi bắt gặp được một em xi cũng như một em xanh nữa đứng cạnh nhau này. Nhưng mà không lấy được. Tiện đường thì tôi vào quán quen để mua ít đất Nhật. Thì gặp ông anh này cũng rất là đam mê bonsai. Sau anh còn xin TikTok của mình để follow. May quá lại được thêm một follow. Nếu mà ông anh xem được clip này thì cho em cảm ơn nhá. Về đến nhà một phát thì mình cho em nó vào HB101 ngâm luôn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ ngồi giữa hai em hoa giấy này để trồng cây nhá.